Đây là L4, L3, L4, L5 rồi S1 luôn rồi sao? Rồi nó đau cái tay này nó. Rồi. Mình chị sao chị biết bị em đi chụp em ngay thì bị nó đau. Em chụp nó có đau ở đây xuống. Rồi. Rồi gì nữa? Rồi giờ đi đứng sao? Thì em muốn tập nằm giường. Thời gian nằm giường. Mình làm đỡ sống rồi. Rồi, chồm thôi. Giờ chị đến khi cúi đầu, cúi xuống để coi nó được sát không? Ồ, ngon lắm. Chị đau thôi. Mà nghe nó cứng nha. Chị này cũng bị cái cổ luôn rồi cái gì? Rồi, vòng qua. Rồi, để tay kia trả lại. Tay mình cứng hơn ha. Rồi, được rồi. Bây giờ đi bộ rồi có một kia nhà ở đâu? À quận 6. Ở nhà bán gì? Quận 6 không bán đồ. Ở nhà muốn gì bán nhà bán. Nói quận 6 mà không bán gì liền. Vì sớm đó là con người Tàu đúng không? Thì ta buôn bán nhiều. Để thứ bảy đi, thứ bảy em chạy đi. Đã quen rồi, nằm đây. Hôm nay mới được đến lượt.
Trời, quê đâu đây? Sao nghe bớt đau lưng chưa? Bớt rồi nha. Thì bữa nay chưa hết luôn heo. Nhường heo. Nãy biểu nhường. Hấp lên, hấp mạnh lên. Bốc ra. Ra cho tôi á. Thôi tặng lời luôn. Rồi. Xong rồi. Bây giờ sao rồi, tình hình sao rồi? Hết đau rồi. Giờ cúi đầu, giờ cúi xuống được coi ngon lành chưa? Cúi sâu xuống. Đó. Oh, trời ơi, cái trời. Nay xong ngon lành nha. Rồi. Hơi đau đây phải không? Rồi, rồi ngồi lên đi. Để luôn. Xếp vào đây chút xíu. Chị ngồi bên đây. Chị sẽ nhìn mặt dưới đây. Rồi. Thì chị xếp kim lại. Rồi đầu đầu cúi xuống chút. Đó, về là mềm người đó. Nghe không? Rồi, cúi xuống rồi. Đây. Nghe cái lắc, gãy ra là hết rồi. Rồi hết rồi ha. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.